Xin chào các bạn. Ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học phần số 12 từ vựng tiếng Trung HSK2 nhé. À chúng ta sẽ bắt đầu với số 111 mà các bạn nào. Hỏi 1 1 1 Ví dụ cái gì cũng không biết. Ý 1 San bu tri. Ý muốn là một cái hỏi San là ba Ủ chứ là không biết Một hỏi ba không biết tức là Ý muốn nói nhấn mạnh cái việc là Cái gì cũng không biết Ý <laughs> quẩn San Ủ chứ Ý quẩn San Ủ chứ Ý quẩn San Ủ chứ vấn đề vấn thí vấn vấn ví dụ vấn đề này e là tôi cũng không giải quyết được rồi chưa gõ quân vấn đề này khủng pa e là của tôi chỉ chuế giải quyết của chỉ chúng ta sẽ đọc là

quần thí khủng thỏ của chìa chuế bù lẻo là Dưa hấu si qua si qua si qua Ví dụ tôi thích nhất uống nước ép trái nước ép dưa hấu

hứa si qua trư hy vọng si wang si wang si wang ví dụ bố mẹ thân yêu của con con sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người xin ai thân yêu tợ là ngữ pháp mama mẹ papa bố wǒ con bú huệ sẽ không cu phụ là phụ nỉ là của mọi người tức là của bố và của mẹ tạ của si vọng là niềm hy vọng sự hy vọng sự kỳ vọng xin ai tạ mama papa wǒ bú huệ 辜负你们的希望，亲爱的妈妈爸爸，我不会辜负你们的希望。亲爱的妈妈爸爸，我不会辜负你们的希望。苏美兰。 rửa giặt xỉ. xỉ 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 ví dụ sáng trong như ngọc bì khung rú xỉ bì khung rú xỉ một cụm bạn học thuộc lòng nhé bì khung rú xỉ bì khung rú xỉ tiếng đồng hồ xào xứ xào xứ xào xứ ví dụ một khi anh ấy đã làm thì phải 8 tiếng đồng hồ 8 giờ sau mới nghỉ tha anh ấy ý chuộng một khi đã làm, chiều thì chùa tạo làm tới 8 cỡ 8 chào sứ giờ hay tiếng đồng hồ trái mới xíu xỉ, nghỉ ngơi. Thá ý chùa chùa tạo 8 cỡ chào sứ trải xíu xỉ. Thá ý chùa 就做到八个小时才休息。他一坐就做到八个小时才休息。c 笑笑笑。ví dụ, giờ khóc giờ cười, là khóc, xiao là cười, bụt đứa là không được, tức là khóc hay cười thì cũng không được. Khu xiao bất đắc. Khu xiao bất đắc. Khu xiao bất đắc. Mới xin xin, xin, ví dụ, biến chuyển từng ngày hoặc là thay đổi từng ngày. 日 là ngày, xin là mới, 月 là tháng, y là khác. một cụm bạn học tục lòng bạn nhé? tất cả những cái này đa phần mình lịch kê ở đây là mình đã tham khảo và chủ yếu là đưa ra cái khó khăn thôi. tức là những cái này là cái khó học cái khó học ở trong quá trình học hh 2 thì mình uh, liệt kê ở trên này. Mình tham khảo rồi mình liệt kê ở trên này nhé, giúp cho bạn học thuộc lòng. Chứ còn từ này mà ghép vào như tiếng Việt của mình thì không khó khăn gì cả. Chỉ có những trường hợp này này mới khó này. Chúng ta đọc nào. Rì xin yì xin 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 Yi. họ xin 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 ví dụ xin hỏi họ của ngài họ của ông họ của bà là gì chính quẩn xin hỏi nín, ông bà anh chị là cách xưng hô trang trọng bạn nhé quầ xỉng. họ gì ạ Chính quân nín quê xinh. Chính quân nín quê xinh. Chính quân nín quê xinh. Chính quân nín quê Câu này bạn học thuộc lòng nhé, dùng trong giao tiếp rất là nhiều đấy bạn. Từ vựng cuối cùng của video này, nghỉ ngơi, siêu xì siêu xỉ siêu xỉ ví dụ đi mệt rồi tìm chỗ nào nghỉ ngơi một tí chỗ đi lây là mệt rồi chỗ tìm cửa tỉ vọ một chỗ nào đó siêu xỉ siêu xỉ nghỉ ngơi một chút hiện tượng điệp bạn à nhé cái này mình chúng ta sẽ học ngữ pháp sau nói chung là có thể lặp lại được

thì rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn gần đây mình thấy uh, uh, lượt đăng ký và lượt xem của mình tăng khá là nhiều thì mình rất mong các bạn nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình và uh, nếu được hãy chia sẻ nhé để cho những bạn nào cần học thì uh, chúng ta biết đến nhau và chúng ta hỗ trợ nhau uh, chúng ta cùng nhau uh, giúp đỡ nhau nhé trong cái mùa dịch này cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn à, chúc các bạn học tốt nhé